mang về nhà luôn á. Đó được không? Hay là mà quay trở lại thì mua nữa. Đi đâu rồi? Cái này là đúng mùi không con có bao nhiêu tiền à? Này. Mẹ mua vài cho mẹ cũng biết được. Wow, Lâm Phong gì trẻ. Bác không ăn gì đó. No, I can smell it.